Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp chuyên đề thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 sẽ diễn ra vào ngày mai 27 tháng 5. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường tỉnh 321B, quốc lộ 70B, nút IC11, khu du lịch Ao Rời Suối Tiên và đền mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa. Cầu Vô Chanh được xây dựng năm 2008, phục vụ cho người đi bộ, đi xe máy. Qua hơn 10 năm đưa vào sử dụng, cây cầu đã giúp người dân hai bên bờ ngoài Lao đi lại được thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay, cây cầu này đã xuống cấp. Sau khi khảo sát và căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh có tờ trình đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư cắt giảm 10 km đường trục quốc lộ 70B, xây dựng cầu Vô Chanh mới bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Đồng thời bổ sung sửa chữa đầu tư cải tạo nâng cấp đoạn từ km 3 550 km 4 850 đường tỉnh 321B có chiều dài khoảng 1,3 km. Quy mô thiết kế đường cấp 4 miền núi nằm trong dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường tỉnh 321B, quốc lộ 70B, IC11, khu du lịch Ao Rời Suối Tiên và đền mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa. Rất là mong muốn được sự đầu tư để nâng cấp cái đường 231B lên ấy, để nó kết nối vào cái đường cầu mới để làm sao nó lưu thông giữa vùng Yên Lập rồi thì ra đến Hạ Hòa để sang đến cái nút IC11 cho nó đảm bảo thuận lợi thì đời sống người ta phát triển, kinh tế phát triển sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường tỉnh 321B, quốc lộ 70B, IC11, khu du lịch Ao Rời Suối Tiên và đền mẫu Âu Cơ được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 06 ngày 13 tháng 5 năm 2021. Dự án nhằm kết nối giao thông giữa các xã trong vùng với nút giao IC11 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với các khu điểm du lịch, tạo điều kiện phát triển du lịch tâm linh hướng về cội nguồn và thu hút đầu tư. Toàn thể bà con nhân dân khi nghe được cái tin này là rất là phấn khởi bởi vì nó phục vụ bà con đi lại rất là thuận tiện, giao lưu rồi thì xây dựng và phát triển kinh tế của địa phương rất là thuận tiện. Chúng tôi rất là mong muốn và đồng tình ủng hộ. Từ năm có cầu treo này là rất phấn khởi, bây giờ lại cầu cứng nó là lại càng phấn khởi thêm. Ô tô hoặc là các phương tiện xe, máy gặt, máy vò là đi qua đi lại được là rất tốt. Dự án đường giao thông liên vùng do Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2022-2025, tổng chiều dài các tuyến đường khoảng 25 km, được thiết kế theo quy mô đường cấp 4 miền núi, tổng mức đầu tư 375 tỷ đồng. Các nội dung điều chỉnh dự án này không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Sau khi tuyến đường hoàn thành, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo bước đột phá để Hạ Hòa phát triển kinh tế xã hội.